Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, Tết là thời điểm gia đình được nghỉ ngơi, quê quần bên nhau. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm trẻ được thoải mái vui chơi dẫn đến nhiều loại tai nạn trong sinh hoạt. Để giúp các bậc phụ huynh biết và phòng ngừa những nguy hiểm tình tập trẻ trong ngày Tết, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chỉ ra cách xử trí khi trẻ bị ngộ độc thực phẩm, ngộ độc chất gia dụng và phòng tránh tai nạn thương tích. Trẻ bị ngộ độc thực phẩm. Trẻ bị ngộ độc thực phẩm ngày Tết thường có biểu hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn khoảng 1 giờ trở đi, nôn ói vài lần hoặc rất dữ dội liên tục. Đau bụng quằn quại từng cơn, nôn mửa, sốt tiêu chảy. Khi trẻ bị nôn sặc lên mũi, người lớn phải nhanh chóng dùng miệng hút mũi trẻ, nếu không trẻ sẽ bị sặc, khó thở và có thể dẫn đến tử vong. Ngay khi có các dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm, bạn nên bù dịch sớm cho trẻ bằng cách uống dung dịch có chất điện giải, ăn thức ăn lỏng, nhẹ và ít chất béo khi có dấu hiệu mất nước hay dấu hiệu tăng lên đến mức báo động, mẹ phải nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết, các mẹ cần kiểm soát chặt chẽ việc ăn uống của trẻ, bảo quản thức ăn hợp vệ sinh, không cho trẻ ăn quá nhiều bánh kẹo ngọt. Trẻ bị ngộ độc hóa chất gia dụng, trước tiên cần tìm cách loại bỏ bớt độc tố ra khỏi cơ thể bằng cách giúp trẻ tự nôn ói, cho trẻ uống nước lọc hoặc sữa ấm cởi bỏ quần áo để ngăn chất độc thấm vào cơ thể. Nếu trẻ bị ngưng tim, ngưng thở, cần hô hấp nhân tạo và xoa tim ngoài lồng ngực để giúp bệnh nhân hồi tỉnh. Nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được cấp cứu chữa trị kịp thời. Tuyệt đối không móc họng trẻ để gây nôn, đây là một sai lầm nghiêm trọng vì sẽ dẫn đến chảy rách niêm mạc miệng, hầu họng của trẻ. Các hóa chất sử dụng trong gia đình phải được cất tại những nơi kín đáo, tránh xa tầm với của trẻ. Những chất có độc tính cao, các dung môi pha sơn, các hóa chất diệt côn trùng như thuốc xịt mũi cần để những hộp riêng và luôn có khóa an toàn, không dùng chai nước suối, nước ngọt để đựng dầu hỏa hay hóa chất. Phòng tránh cho trẻ không bị tai nạn do pháo, những tai nạn do pháo xảy ra thường rất thương tâm, mặc dù việc đốt pháo bị cấm, nhưng ở nhiều nơi vào dịp Tết, pháo vẫn hay được sử dụng. Nhiều gia đình cho trẻ về quê chơi vào ngày Tết, nhưng không sát sao, dẫn đến nhiều trường hợp trẻ bị thương do tiếp xúc với vật liệu cháy nổ. Chính vì thế, dù cho trẻ đi chơi đâu thì mọi người luôn phải dặn dò trẻ về những hậu quả khôn lường của pháo và trông trẻ thật cẩn thận. Sử trí khi trẻ bị dị vật đường thở, điện giật, trẻ ăn dưa hấu có hạt dưa hoặc cắn hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương, hạt rẻ, ngay cả kẹo mứt, đặc biệt khi trẻ ăn vừa cười lớn hoặc khóc dễ bị dị vật đường thở. Phòng ngừa tốt nhất là không cho trẻ ăn các loại thức ăn có hạt này hoặc khi ăn phải lấy hết hạt ra điện giật do những chùm đèn trang trí trên chậu cây cảnh, đèn hào quang nhấp nháy ở các bàn thờ hấp dẫn trẻ đến tò mò, sờ mó nên bị điện giật. Phòng ngừa bằng cách hạn chế trang trí đèn nhấp nháy hoặc để ở xa tầm với trẻ. Các ổ điện được che kín bằng các nút nhựa an toàn. Sử trí khi trẻ bị bỏng ngạt nước. Vào ngày Tết, các gia đình thường dùng khăn trẻ bàn, trên đó để bình trà nóng hoặc vích nước sôi để châm trà hoặc để các thức ăn nấu nóng hoặc hâm nóng trên bàn, trẻ bốc phải hoặc kéo khăn bàn làm rơi đổ, gây phỏng trẻ hay phụ huynh ủi đồ ngày Tết quên để bàn ủi nơi trẻ sờ tới được gây phỏng. Phòng ngừa bằng cách hạn chế sử dụng khăn trải bàn hoặc phải cố định thật chắc để trẻ không thể kéo rơi đổ. Ủi đồ xong phải để bàn ủi xa tầm với của trẻ, tốt nhất có người giữ trẻ để không cho trẻ phá. Ngạt nước, một số gia đình có hồ cảnh non bộ trong nhà gần chân cầu thang, trẻ có thể đến đó và té vào hồ nước hoặc vào buồng tắm té vào xô nước hoặc bồn cầu gây ngạt nước. Phòng ngừa bằng cách không thiết kế hồ kiểng trong nhà khi gia đình có trẻ nhỏ, xô nước bồn cầu được đậy nắp hoặc không chứa nước. Quý vị và các bạn thân mến, ứng phó với chứng ho gia tăng to thời tiết ở người cao tuổi sẽ là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.